Thế cái quỹ 50K nó có ý nghĩa là nó giúp đỡ được những gia đình người tù có chút kinh phí để đi thăm người thân của mình. Và cái thứ hai là họ không cảm thấy họ bị bỏ rơi. Và cái thứ ba là quỹ 50K nó đã làm cho rất nhiều người vô cảm trở nên là có cảm. Điều chị mong muốn nhất là có ai đấy sẽ đứng lên thay chị tiếp nối cái quỹ 50K. Điều thứ hai là về bản thân mình ấy, thì mọi người có thể vận động 70%. Chị sẽ nói rằng chúng tôi là những người chỉ đơn giản ôn hòa, thể thực hiện, thể hiện cái quyền của người công dân.